mình nói, nấu nước sôi coi chừng phỏng đó. Thì tụi mình cẩn thận là được rồi. Ủa, sao nước tô của mình ít hơn nước tô của bạn vậy? Trời ơi, vậy mà ít hơn hả? Cầu lao quá. Đưa đây, để mình tự đổ. Đưa cho mình. Ơi, coi chừng. Rồi, tay tao bị phỏng rồi. Đau quá à. Bị phỏng sôi rồi. Thôi mình có cách rồi. Mình nghe nói đắp bơ, kem đánh răng, dầu, nước tương, nước mắm á, áp lên vết thương thì sẽ hết phỏng đó. Bạn để mấy cái đó ở đâu vậy hả tay to? Để mình tìm đắp lên cho bạn. Để à? Không được, không được đắp mấy cái tùm lum đó lên vết thương, dễ bị nhiễm trùng và bị nặng hơn nữa đó. Vậy chứ giờ phải làm sao? Việc đầu tiên khi bị bỏng là ngâm vết thương với lại nước sạch. Nước không được quá nóng, cũng không được quá lạnh. Nếu có muối ăn thì có thể thêm vào một tí để có tính sát trùng. Rồi sao nữa đốm? Không xuất gì lên thì làm sao vết bỏng của mình lành được? Ngâm trong nước từ 15 đến 20 phút để vết phỏng không bị phồng rộp hay lan ra chỗ khác. Nếu bị phỏng ở chỗ có quần áo thì mình cắt quần áo cho đó luôn. Mà tay to bị ở tay nên không cần. Mình lo quá à. Thôi mình kiếm nước đá đắp lên vết thương cho tay to đi. Đắp nước đá có thể dẫn đến phỏng kép nếu như bị phỏng nặng loại 2 hoặc loại 3. Mình là con nít không biết phân biệt mấy loại phỏng này, cho nên tốt nhất là gọi người lớn. Hợp lý đó. Bạn ở đây ngâm tay cho tay to đi, để mình chạy đi tìm mẹ của tay to nha. Ừ, đi nhanh đi bụng bự. Cô ơi cô, nãy tụi con nấu mì á, cái tay to bị phỏng nước sôi rồi cô. Tụi con sau này tuyệt đối không được nấu nước sôi khi không có người lớn ở nhà nghe chưa? Dạ, tụi con xin lỗi, mà tay to đang ngâm trong nước nên chắc không sẽ sao đâu. Trường hợp khẩn cấp, vô tình bị phỏng nước sôi, mấy đứa nhớ nằm lòng là phải sơ cứu như vậy. Rồi gọi ngay cho người lớn đó biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi.